Trong trailer tập 209 của Đấu La Đại Lục, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng là hai con hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm. Chúng đang bị Bỉ Bỉ Đông săn giết. Đường Tam đã biết được tình hình từ Hồ Liệt Na, lập tức chạy tới hỗ trợ. Bởi tinh thần lực của Đường Tam rất mạnh, vì vậy có thể cảm nhận được nguồn lực sức mạnh của hai đại hồn thú từ xa. Sự dao động năng lực của chúng đang dần phai nhạt, hơi thở của họ đang ngày càng suy yếu. Đường Tam không hề chậm trễ, nhưng thật tiếc vì Đại Minh, Nhị Minh không thể cứu được. Đại Minh và Nhị Minh vào lúc này, ngoài việc bị tấn công bởi các kỹ năng hồn hoàn của mấy tên phong hào đấu la, còn bị nhiễm độc của Bỉ Bỉ Đông. Chúng không chịu chết, chúng ta có thể nhìn thấy những gì Thái Thản và Thiên Thanh đang phải đối mặt. Xung quanh chúng có rất nhiều khói độc màu xanh lá. Những đám khói độc này, chúng đang ăn mòn cơ thể của họ, làm mờ đi ý thức, tốc độ của chúng cũng bị giảm đi. Bỉ Bỉ Đông sở hữu lĩnh vực cũng rất mạnh, tạo ra một luồng từ trường chết chóc. Khi chúng được kích hoạt, khi ở trong phạm vi, phe đồng minh sẽ được nâng cao sức mạnh, còn phe đối thủ sẽ bị hạn chế. Đặc điểm lớn nhất là độc tố, đối thủ sẽ bị nhiễm độc. Thái Thản và Thiên Thanh khi ở trong lĩnh vực này, cơ thể trở nên yếu hơn. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông không cần đuổi theo, họ cũng không thể chạy xa, chết dần với độc tố. Với sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông hiện tại, săn giết hai đại hồn thú 10 vạn năm này là một điều dễ dàng. Bà đã thèm muốn hai con hồn thú này trong một thời gian dài. Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng, chúng liên tục phá hoại những kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông. Điều này cũng khiến Bỉ Bỉ Đông ôm hận trong lòng. Bà đã dành thời gian cho việc tu luyện. Khi đủ sức mạnh, bà dẫn 6 gã phong hào đấu la cùng tiến tới săn giết chúng. Bởi chiến trường ở Tây Lỗ Thành cũng cần có những phong hào đấu la tọa chấn. Bỉ Bỉ Đông dẫn theo phong hào đấu la cũng chỉ có 6 tên, tiến tới tinh đấu săn giết hai đại hồn thú. Điều này khiến chúng ta thấy Bỉ Bỉ Đông coi trọng việc này, coi trọng hai cái hồn hoàn và hồn cốt của hai con hồn thú 10 vạn năm. Mặc dù Thái Thản đã bị thương nghiêm trọng, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức chiến đấu. Chúng đã giết chết một gã phong hào đấu la trong nhóm. Quỷ đấu la và cúc đấu la cũng phải xuất ra vũ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực lĩnh vực. Hai tên phong hào đấu la này rất nhỏ bé trước mặt Thái Thản và Thiên Thanh, chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh. Hai tên này tuy yếu, nhưng chúng có sức mạnh của vũ hồn dung hợp kỹ, lưỡng cực lĩnh vực. Thái Thản và Thiên Thanh chắc chắn không thể trốn thoát, điều này dẫn đến nguy cơ của hai đại hồn thú khi bị thương. Chúng tăng tốc chạy trốn về phía Đường Tam, nếu không cẩn thận, chúng sẽ trở thành hồn hoàn và hồn cốt của cả Bỉ Bỉ Đông. Điều đáng nói ở đây, trong trailer, chúng ta sẽ được xem cận cảnh quỷ đấu la xuất hiện. Đây rõ ràng là lần cuối cùng chúng ta thấy quỷ đấu la trên màn ảnh. Hắn sẽ sớm bị giết bởi thanh hải thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam, một cú đâm của Tam Xoa Kích. Trong trailer, quỷ đấu la đã xuất ra hồn hoàn của mình, đại chiến với Thái Thản. Một đòn tấn công của Thái Thản suýt nữa đã đánh chết quỷ đấu la. Chỉ một đòn tấn công đã có thể nghiền nát quỷ đấu la, sức mạnh của Thái Thản rất mạnh. Còn Thiên Thanh Ngưu Mãng, nó quyết đấu với Bỉ Bỉ Đông, nhưng cơ thể của nó đã bị cắt làm đôi. Thiên Thanh phải cuốn người lên cơ thể của Thái Thản để chạy trốn. Chúng phải đối mặt với sự tấn công của 7 gã phong hào đấu la, trong đó có một phong hào đấu la 99 cấp. Tuy mạnh, nhưng thua cuộc là điều không thể nghi ngờ.